Vâng, chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video về xe tải nha mọi người. Hôm nay thì là trên kênh của Hoàng Tâm, em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Đô Thành với tên gọi là EZ65 Gold. Đó, xe này thì được sử dụng rất là nhiều ở khu vực miền Tây cũng như là khu vực ở các tỉnh trên như là Đồng Nai hoặc là đi các tỉnh ở phía trên đó. Đó thì hiện nó chạy rất là nhiều luôn và xuất hiện trên thị trường nó. Nếu mà nói về độ phủ sóng giữa cái dòng EZ65 á với cái dòng Teraco thì em khẳng định luôn 100% là dòng EZ65 chạy rất là nhiều. Nó chạy rất là chạy có mặt ở hầu hết các tỉnh ở miền Tây luôn. Và cái con xe mà em mới vừa ra biển số á cũng là đến từ miền Tây, Vĩnh Long. Nó của khách hàng tên là anh Linh. Linh ở miền Tây lấy con xe này về để phục vụ chuyên chở hàng trái cây. Đó. Các bác ta thấy nè, dòng EZ65 này nó có hai phiên bản màu là màu xanh và màu trắng cho chúng ta có thể lựa chọn. Đó, và cái vị khách này á thì đang đã chọn cho mình con xe màu xanh. Đó, với một kiểu thiết kế thùng là thùng tiêu chuẩn. Đó, và xe có sẵn giao ngay cho các bác tài. Và em xin được nói sơ qua về cái dòng EZ65 này, nó sẽ có hai đời là đời 2019 và đời 2021 phiên bản mới ra và nó bỏ qua đời 2020. Đó là như vậy đó. Thì tất nhiên giữa đời 2019 và đời 2021 nó sẽ trên lệch với nhau về giá cả cũng như là trên là vậy thôi, không còn gì hết, trên lệch với nhau về giá cả thôi. Đó, khác đời thì giá cả cao hơn xíu, nó là vậy. Đó, thì chúng ta sẽ coi qua về cái phần thông số kỹ thuật xe một xíu nha. Thì thông số kỹ thuật xe con này á, sẽ đi theo cái mức tải cao nhất của nó là tải 3,5 tấn. Tải 3,5 tấn do xe chở miền Tây mà thường thường là sẽ lấy mức tải cao nhất để chở được hàng nhiều nhất. Và nó có 3 loại tải là 1,9 tấn, 2,3 tấn và 3,5 tấn cho các bác tài. Đó, đây là cái phần thùng xe của mình. Các bác thấy nè, sẽ là sử dụng thùng sắt ở con lươn bản lề, khóa tôm này kia đều được làm bằng sắt hết, không có gì thay đổi quá nhiều. Đây là một con xe với kiểu thiết kế thùng tiêu chuẩn. Đó, thì đóng xe thùng bên xe bên em đóng, các bác tài yên tâm rồi, đóng rất là chất lượng, rất là đẹp luôn. Các bác thấy nè, đó, rất đẹp ha, không có gì phải chơi cả. Đó, phần thiết kế thùng ở phía dưới rất là hợp lý. Đây, nó sẽ có hai cái phục giảm chấn, đó, cân bằng thủy lực, nhíp, đó, rồi lớp sơ cua kèm theo, đó là như vậy. Và cái phần đà của mình á thì là đều được hoàn toàn làm bằng sắt hết nha các bác tài, là sắt hết, đó, sàn sắt luôn. Các bác tài mà muốn lấy con xe này về á, với phiên bản đời 2019 chỉ cần trả trước cho em 80 triệu là có thể lấy được con xe này về, quá là hợp lý luôn. Nếu mà muốn lấy đời 2021 sẽ cao giá hơn một xíu nha, cao giá hơn một xíu. Đây là cái phần dàn đèn của nó nè. Đó, có thêm một cái option nhỏ là có cái miếng ốp inox ở đây. Đó, những con xe nó đạt được một cái độ thẩm mỹ nhất định, một cái đuôi xe, một cái kiểu nhắn nhá của con xe của mình nếu không muốn độ lên. Đó, đây là phần sàn nè. Sàn sẽ là xài sàn sắt nha các bác tài, sơn tĩnh điện chống trượt. Đó, khung chuồng heo được làm bằng sắt hết. Vách trong sẽ là xài tôn kẽm. Nếu các bác tài muốn có nhu cầu đóng lên thùng inox hoặc là thùng full inox bẩn nhôm thì em sẽ vẫn hỗ trợ đóng cho các bác tài với điều kiện là các bác tài có nhu cầu. Nếu mà đóng cái thùng đời 2019 á, giá lăn bánh con này á, là 420. Đó, giá lăn bánh đời 2019 là 420 lăn bánh. Muốn lên thùng full inox bẩn nhôm thì chỉ cần thanh toán cho em trả trước là khoảng tầm 100 đi, 100 đến 120 là lấy được xe. Và giá lăn bánh nếu mà đóng thùng EZ65 mà đời 2019 thì nó sẽ là 450 là thùng full inox bẩn nhôm nhá, full inox 430 bẩn nhôm. Đó, đài ngang đài dọc là inox hết cho các bác tài, rất là hợp lý. Đó, đây là cái phần là tắp lô xe nè, thì có radio FM quạt gió, điều chỉnh hướng, rồi tốc độ quạt, màu tàn thuốc. Nó cổng cái cổng nè, cổng sạc nè, nè giấy tờ kèm theo, sổ hướng dẫn EZ65 Gold. Đó,
học để đồ đó. Vô lăng thì vô lăng con xe IS65 này thì nó sẽ được tích hợp lên giống như cái dòng dắt đó, cũng được tích hợp thêm những cái núm điều chỉnh đó, giúp con xe được trang bị một cái kiểu thiết kế khá là hiện đại luôn ha. Đó đó, rất là tuyệt vời đó. Radio nè, kính sẽ là xài kính chỉnh điện nha các bác tài, kính chỉnh điện đây đó, rất là hợp lý luôn ha. Thôi em xin tất được tắt máy xe nha, hồn quá. Ghế của mình sẽ là xài ghế da nha các bác tài đó, rất là hợp lý. Rồi tới cái phần cuối cùng của video của mình ngày hôm nay, đó chính là cái phần hỗ trợ báo giá. Đối với cái dòng IS65 đóng thùng tiêu chuẩn, không có lên bất kỳ một cái option nào hết, thì giá xe và thùng và kể cả chi phí giấy tờ là 415 triệu, cộng thêm 420 triệu là lăn bánh hết giấy tờ cho các bác tài, là bao gồm mà định vị phù hiệu, ba tá lái, hạ bắc sàn và cho các bác tài đầy đủ hết luôn, ga lăn bánh, biển số vàng luôn nha. Rồi nếu mà muốn lấy loại đời đó, cái đó là đời 2019, đời 2020 đời 2021 445 triệu lăn bánh hết giấy tờ cho các bác tài, phiên bản đời 2021. Đó là đối với thùng tiêu chuẩn nhá. Thùng tiêu chuẩn là sẽ 445 triệu là lăn bánh hết giấy tờ đời 2021. Còn muốn lên option xe tính từ ví dụ như các bác tài muốn đóng thùng full inox 430 bẩn nhôm thì bù cho em thêm 35 triệu tiền đóng thùng xe và các chi tiết vật tư để có được con xe đẹp nhất. Đó là như vậy. Nếu mà các bác tài mua đời 2019 mà muốn đóng thùng full inox bẩn nhôm thì giá lăn bánh khoảng tầm là 450 lăn bánh hết. Đó, em sẽ đảm bảo cho các bác tài được một con xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp như những gì các bác tài yêu cầu. Và bên em cũng có chương trình là thu cũ đổi mới cho các bác tài. Nếu mà muốn lên đời xe, yêu cầu là không bị đâm đụng ngập nước và phải xe chính chủ, xe đẹp đời cao, thì em sẽ hỗ trợ lái cho các bác tài để cho các bác tài lên tải nha. Đó, bên em thì đang có rất là nhiều sexy IS65 để cho các bác tài có thể lựa chọn với kiểu thùng của mình, thùng kính, thùng bạc, thùng lửng. Đó, thùng như thế nào đó thì cứ alo cho em để em sẽ hỗ trợ báo giá. Vâng, thì phần trả trước thì em đã nói qua rồi ha. Lấy đời 2019 thì trả trước cho em 80 triệu thôi là có thể lấy được con xe này về. Đó, 80 đến 90 triệu tùy theo nguồn thu của bác tài mạnh hay yếu. Đó, có nợ xấu hay không nữa. Rất là hợp lý. Thì ngân hàng hỗ trợ con này là được 345. Còn lại ngân hàng sẽ còn lại các bác tài sẽ trả trước cho em. Nó là như vậy. Thì cái video của em sẽ được kết thúc tại đây. Các bác tài nào có yêu cầu muốn giải đáp thắc mắc về các vấn đề xung quanh về xe tải, cũng như là muốn hỗ trợ báo giá các dòng xe tải nào đó, thì cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline 0929 22 245. Em sẽ hỗ trợ cho các bác tài nhiệt tình. Đó, em bán xe tải tải gấp cả toàn quốc luôn cho các bác tài. Đó, muốn mua xe ở đâu cũng được hết, yêu cầu là các bác tài có xe về là em vui rồi. Nó là như vậy. Chào các bác tài nha. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo của Quan Tâm Xe Tải nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.